Vỡ đánh lại thứ hai. Một bãi quả 7 cây thẳng tắp, thẳng như thước kẻ của giáo dục. Và cạnh đó vâng, chia sẻ đã tìm thấy thêm được một đôi voi nữa rồi. Những cánh rừng ở nhà cũng đang là tương đối được. Một bài mà khép góc ở khu vực 6 giờ. Thêm một đôi vòi nữa. Vâng, 4 vòi cùng một địa điểm luôn. Lại hơi thấy giật giật rồi. Hai cái mặt trời đến từ hai người quay phát cũng như là game thủ Vong Lưu Tình của bên phía Trung Quốc. Được rồi anh Hưng ơi. Anh Hưng ơi. Cái kênh của anh được rồi đấy. Và một tình huống kẹn đồ ăn đến từ chim sẻ. Và con lông dân đã được cắt đi để có thể câu con voi thứ hai về. Bài 4 voi. Vâng, một con voi là khá khó vào. Dừng hình gợi ý liên tục. Con voi cuối cùng trong 7 voi đầu 4 con của chim sẻ.
7 hiệu đầu của chim cũng là 7 hiệu 7 con. Mạng ở từ tổng vâng, một cái thế nhà là khá được, nhưng mà hy vọng ở trận thiếu anh nhà Phong Lưu Tình đừng ở góc 9 giờ. Bởi nếu như ở góc 9 giờ thì sẽ công chia sẻ hơi khó chịu, mặt yếu. Là mặt từ 9 giờ xuống. Vâng, đã ra được khá nhiều ruộng rồi. Chiếc ruộng thứ 7. Lực sau khi lên đời là rất khỏe. Vâng, có 400 thực ở thời điểm trước khi lên đời. Có lẽ khi lên xong chia sẻ sẽ có khoảng 500 thực. Lâng cấp bánh xe và sẽ đủ lực đánh lầm nhà BA thoải mái luôn. Rồi, chiếc nhà BA thứ 5 đã được xây, lâng cấp bánh xe và sóc hết tân rồi. Chia sẻ lên đời sớm hơn Phong Lưu Tình khoảng 15 giây thì phải. Vâng, tôi chỉ áng áng thôi, không biết là cụ thể là bao nhiêu giây. Nhưng với cái vạch lên đời như kia, vâng, chiếc nhà bây giờ mới là chiếc nhà thứ 5, rất xin lỗi các bạn. Vâng, ngày xưa theo sách thì là 950 là 25 cộng 1. Nhưng mà bây giờ sách là có chút nâng cao lên rồi. Người ta mang 3 dân ra đóng nhà thì đương nhiên nó phải nhanh hơn. Cái công thức 950 là áp dụng cho 2 lông dân đóng nhà điều kiện thời điểm sau khi lên đời. Thấy rồi nhá, thấy hai cháu rồi nhá. Ăn chung cánh rừng. Thấy phát đít luôn. Không đít. Vẫn có thể thi đấu được một bài A siêu gần đến từ game thủ Phong Lưu Tình. Không biết là Phong Lưu Tình trận thiếu này đánh mấy con mấy nhà đây. Cũng là 5A. Vâng, như vậy là tôi đã thấy đủ 5 con cung R rồi. Vâng, hai game thủ và cả game thủ đều đang có những cái pha điều R của mình. Chim sẻ có turn thứ 2 sinh ra.
những con cua thương binh cần phải được giật về phía đằng sau đứng. Rất tốt. Vâng, công luôn vào khu vực mặt yếu, nhưng mà đây là một khu vực mà chim sẻ cũng có quân gở gần đây. Đây là không quá đáng sợ, đang bị chơi và dãy hàng e hơi khó chịu một chút rồi. Một bài ăn hoang lực sẽ không bao giờ bền được bằng đóng ruộng. Thì các bạn có thể thấy tên cung vừa rồi sinh ra của game thủ Phong Lưu Tình chỉ có 3 con thì phải. Không nhiều. Tôi nghĩ là nếu chỉ cần đỡ được nhà thành công rồi thì chim sẻ đang sẽ có nhiều lợi thế. Liên tục đốt A, à xin lỗi, liên tục đốt E đến từ game thủ Phong Lưu Tình. Tách ban cung đi để chơi vào những con lông dân ăn hoang, bởi vì ở nhà Phong Lưu Tình chắc chắn là không có quân. Nhưng mà lượng quân ở đây của Phong Lưu Tình đang là đông hơn so với chim sẻ. Đây rồi, thấy một bãi quả. Một bãi quả đến từ Phong Lưu Tình. Vâng, bài xấu và đi dâng A, đánh như kiểu nhớ map vậy, dâng A đúng cái mặt yếu. Giỏi thật. Chỉ cần Phong Lưu Tình tách quân ra rồi, một sơ nhỏ rồi sẽ bị chim sẻ đang bắt quân ngay. Bắt đầu phải chạy dần ruộng rồi. Vâng, dâng cả BB lên tận trên này, kinh khủng thật. Vâng, có bãi quả ở đây để cho chim sẻ đang có thể ăn lấy lực để ra đều quân. Nếu ăn vẫn ăn bãi quả này thì mặc dù là chạy dân ruộng chính vẫn có đủ lượng lực để có thể sóc quân bình thường. Khu vực nhà là một khu vực nhà ở xung quanh là dốc. Việc mà Phong Lưu Tình muốn ốp vào chia sẻ đáng sẽ là rất khó. Nhà Phong Lưu Tình siêu xấu. Nhưng đây là vài dâng A đến từ Seng. Tham Lai chim sẻ đang nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Bây giờ thì đi ăn dần. Và lượng quân cứ đứng ở nhà thủ bãi quả và khu vực nhà A rồi. Ở đây mình đang ăn cả gỗ. Phong Lưu Tình mon men và đã phát hiện ra khu vực bãi quả chim sẻ đang ăn rồi. Đây rồi, tiếp tục là những con nông dân đi ăn hoang đến từ game thủ Phong Lưu Tình. Chim sẻ chỉ cần 3 cung ngờ tách đi để có thể ăn dân ăn hoang của Phong Lưu Tình rồi. Phong Lưu Tình anh ta sang tận đây để có thể làm được cả gỗ. Và đây rồi. Vâng, ăn được bãi quả vẫn ra đều quần, không vấn đề gì hết. Mặc dù là dân ruộng bị chạy thật, là phải chạy thật. Chết vẫn làm thì sáu dần làm ruộng, à chưa là làm bãi quả. Bây giờ thì lại quay trở về nhà chính và tiếp tục làm ruộng. Và một con dốc rất cao, nó đủ giúp cho chim sẻ đang có thể thủ được khu vực nhà. Phong Lưu Tình cũng đã chuyển mà có lẽ là cũng chuyển sổ đỏ sang bên này hết rồi. Rất nhiều dân ăn gỗ. Một pha leo dốc và đang muốn ốp thẳng A chim sẻ. Thằng này vẫn đang giữ được ở mức ổn định 58/60. Vâng, có ý đồ ốp A. Có ý đồ ốp A đến từ Phong Lưu Tình. Nhưng lượng quân của chim sẻ ở nhà đang cực kỳ đông và không có một cái tí cửa nào để cho Phong Lưu Tình có thể ốp được A của chim sẻ lắng ở tờ này. Phong Lưu Tình càng đấu quân càng lỗ. Và đã có 2-3 tỷ số là 1-0 dành cho chim sẻ rồi. Một trận thi đấu mà
đúng với cái chiến thuật mà thủ dơ Nga chỉ cần thủ được thôi là thắng rồi. Và tách vài con quân đi bắn bo bắn ăn hoàng của đối phương thôi. Khá là dễ đánh ở trận tiểu này và tỷ số là 1-0.